chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Tuyền nha. Hôm nay là ngày mấy ta? Thứ bảy ngày mấy? Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 6. Thứ bảy rồi, cuối tuần rồi, lên ít số thôi. Nay thì lên từ số 1 đến số 25 ha, 21 tới 25 là mã cuối cùng. Đó thì cái mã số nào của chú anh chị nào mà thích hợp thì alo cho Tuyền ha. Đó, mấy cái nồi soạn ra còn nhiêu đây. Nói chung là nó ai cũng hỏi nồi mà cứ chưa có rửa, chưa có soạn á, nên là không biết là nó xài được hay không, cho nên là không có dám hứa, cho nên cứ nói là hết. Chứ nồi thì phải soạn ra cái nào ok rồi mới bán được. Đó. Thôi bây giờ Tuyền hình thức thanh toán thì Tuyền sẽ ship COD ha. Còn COD và cho mọi người luôn. Còn ai mà nếu mà chuyển khoản thì chuyển mua hai số trở lên chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Còn COD thì của chú anh chị và tự trả tiền ship ha. Thì tiền ship chỉ có từ nặng và xa lắm thì cũng như là 35.000 đổ lại thôi, chứ không lên nữa. Tại vì tiền ship Tuyền sẽ hỗ trợ trong đó. Hỗ trợ tiền ship chứ thật chất là tiền ship 40-50.000 cũng có luôn. Nhưng mà Tuyền chỉ hỗ trợ còn mọi người chỉ trả là 30.000 hay hoặc là 35.000 thôi. Rồi Tuyền sẽ vô số 1 nha. Số 1 thì có 4 cái đầu búa. Thấy rõ chưa ta? Ê dạ. À, xem rớt nữa rồi. Xem rớt thì hỏi cái đùng nữa rồi. Đây cái đầu búa nè. Đóng cái chữ gì đây không biết nữa, đóng cái dấu thôi chứ không thấy cái chữ. Một cái búa đầu trâu này nó ai đóng gì nhâm hết trơn. Bên đây thì cái búa cũng đẹp lắm. Rồi cái búa hình kiểu này đó. Nói chung hàng sau thì Tuyền sẽ nói y vậy nha, như cô chú anh chị và mọi người xem video kỹ giùm Tuyền ha. Cái đầu này đắng nãy nhọn lắm nè, nó tà cái đầu ta rồi nè. Rồi một cái đầu, cái múa đầu bi. Cái múa đầu bi này nặng nha, 300-400 gram. Rồi 4 cái đầu búa về 200.000 ha. Số 1. Rồi số 2. Nói chung là mấy cái hàng đầu búa này là Tuyền đã vệ sinh rồi, thép nó còn rất là bóng ok lắm. Đây một cái đầu trâu. Cái đầu trâu này đẹp. Một cái búa hình kiểu này. Búa này nhìn thép nó rất là bóng luôn ha. Mỏ này nhỏ. Và có hai búa đầu tròn. Đầu tròn ok. Chữ viết nè. Đó. Rồi bốn cái đầu búa này 200k số 2. Số 3 là một cây đục. Cái đục này nè. Mokuba gì. Gia băng 90. Đúng. 90 luôn. Cái này nè, cái đầu này nó hơi bị tà. Nó dài 19. Rồi, số 3 130k. Số 4 cũng là hai cái đục luôn. Đục này không có thương hiệu. Này 7 phân. Cái này 7 phân rưỡi. Còn nặng rất là dày nha. Cái này dài nó 16 nè. Cái này dài nó 11 năm. Đó. Số 4 130k. Số 5. Số 5 là hai cái mũi khoét.
cái mũi phát này là mũi 25. Đó. Mũi 25 ha. Còn cái mũi này là 65. Đó. 65 ha. Rồi, hai cái mũi này 120k, số 5. Số 5, số 6. Mũi phát lớn luôn, cái mũi này mới. Hầu như nó muốn mới là nó muốn mới 100% luôn á. Tại vì nó có cái bao cái lưỡi cái lưỡi rồi nè. Mấy cái này là nó bao cái lưỡi lại luôn nè. Bữa tiền vệ sinh nó cái nào xuất ra thì nó mới rớt ra thôi chứ còn nó bao cái lưỡi luôn nè. Đó, mũi này 110. Đó, có chữ có tên luôn nè. Đó. Rồi cái mũi số 6 200k. Số 7 160k là một cây sắn. Một giờ giống như là sắn cây sắn đất gì đó này, cha vô sắn giống như cây len. Số 7 là hai cái này nha, một cái mũi cút. Mũi chim mũi này dài từ cái mỏ ra đến cái lây lò dài hơn 20 nha, 22. Đó. Cái lưỡi sắn này nó chín phân. Rồi, số 7 160k. Hai cái mũi. Số 8 120k cái mũi đục mái. Mũi này nó hơi ấy xíu. Mũi đục mái. Mũi dài 40. Mũi dài 40 cái phi của nó là 27. Rồi, 120k. Rồi số 9 này là cái mã số của video trước nè. Số 9 này của video trước là ông anh khách đặt này không cho địa chỉ mà quên cho địa chỉ rồi cũng quên tìm lại luôn nè. Rồi số 9 120k. Hai mũi đục. Mũi đục này 3 phân nè, cái mũi dưới 1 phân 8 nè, và mũi đục nhọn 120k. Số 10 là mấy con dao sủi. Bốn cây. Số 10 120k nha. 11 cũng 120k luôn. Một con dao này nè, hai con này, nhưng mà dao này dao kiểu bắt kiểu không à. 2 4 5 6 con đó. 6 con dao số 12 120k. số 13 là mấy cái mũi khoan bê tông. Mũi khoan bê tông này cái này là tiền ấy đủ số rồi, nó không có trùng số ha. Cái này có cái nó có số. Cái này là cái mũi này 14 năm nè. Đó, mũi này mũi 14 năm nè.
mũi nha, cái mũi của nó còn là ok ha. 4, 5. Cái là mũi này mũi 18. Đó, mũi 18. Mũi này 12.7. Mũi đẹp lắm nha. Rồi cái mũi này là mũi 13.5. Đó. Nói chung là mấy cái mũi tuyển chọn là nó không có trùng với nhau. Cho nên mấy anh mấy chú mà mua một cái combo này về là xài đủ số ha. Rồi số 13 180k. Số 14. Quên đo cái độ dài của nó. Cái này độ dài của nó thì khoảng tầm 27 28 ha. Nó cỡ nhau thôi. 27 28 á. Mũi phân bê tông này mũi rồi mũi tới hai mũi phân bê tông này mũi dài nha. Mũi này dài 50 luôn. Ha, mũi 50. Hai cái mũi phân bê tông này là mũi mũi này mũi 19 nè. Mũi này mũi 19, mũi này mũi 21. À cái mũi này nó không có số nha, để Tường lo. Đó. Đúng là 21 luôn. Mũi này 21, mũi này 19 nè. Đó. Hai mũi này dài 50. Rồi số 14 200k. 15. 15 là một cái mũi khoan bê tông dài cực cũng dài vậy luôn, nhưng mà nó được trong cái hộp luôn. Nè. Trong cái hộp nó vậy luôn nè, nó nằm trong hộp luôn, hàng mới 100% luôn á. Đó. Đó, nó nằm trong cái hộp vậy ha. Rồi để Tường mở ra nè. Nó mũi này mũi 19. Mới. Nhưng mà do nó nằm trong dưới cái đồ xét á, nó bị xét về, tại vì tiền cái mũi này tiền không vệ sinh luôn á, lấy ra là nó vậy rồi, chứ nó vệ sinh ra thì nó trắng tươi luôn rồi nè. Đó, nhìn cái mũi bén kia không, mũi giống như là mũi chưa sử dụng luôn mà. Rồi mũi 19 dài 50 ha. Cái mũi này dài hơn luôn, 50 luôn nha. 50 dài 54 luôn, 54 năm luôn. Đó. Rồi cái mũi số 15 này là 130k ha. Một mũi này. Rồi vô hộp luôn. Ngon lành. Mũi 13. Ủa, số 15 chứ. 15 là 16. 16 là một cây thước. Một cây thước thước như thế này nè. Quá trời đẹp luôn. Cái hiệu nó đây nè, mà của ở phía trong thì nó có mắt danh nha băng, nhưng mà cái tem đây nó gớt rồi, này nó để là 10 gram gì đây, nó không có số, mà không biết cái này nó bao nhiêu mét luôn, dòm hoài không thấy cái chữ bao nhiêu mét ở đâu ra, mà cái này chắc là 50 mét. Mấy em nó nói 50 mét thôi chứ mình cũng không biết như đây nè. Má ơi, sao kéo đây. Cái đầu này chỗ này á, là nó có bị lủng một lỗ nha. Cái thước dây đó nhìn nó chắc chắn lắm, nhưng mà chỗ này nó bị lỗi một lỗ. Cái mình quá. Đó. Nè mắt in da băng. Chữ số còn rất là rõ luôn. À đúng rồi, 50 mét. Đây. Cái này mới dữ dằn mới luôn nha. Cái này nó mới dữ lắm luôn. Đó, quay vô. À bên đây phá lại đúng không? Nhiều quá không ra. Đó. Rồi, số 16 400k.
17. 17 là hai cái lưỡi. Lưỡi cưa. Cái lưỡi này 190 x 16. Ryobi. Cái mũi này nó cái lưỡi. Rồi, trời ơi chết cha. Có quay trở lại không? Trời hết pin rồi. Cái mũi này, ủa cái lưỡi này nữa, lưỡi 16. 190 x 16 chứ, 1.6. Cái này nó để hồi nãy có coi mẻ lưỡi chỗ nào. Đây nó mẻ xíu như này, một miếng. Nó mẻ cái lưỡi thực kim á. Cái này nó mẻ một lưỡi thôi, một tí xíu thôi. Còn nguyên cái lưỡi này là cái mũi thực kim của nó. Ồ y hình hết luôn ha. Cái mũi thực kim nó y hình luôn. Cái lưỡi thực kim á. Cái này nó không có gãy lưỡi nào nhưng mà nó mẻ một chút xíu lưỡi hợp kim. Đó, rồi số 17 100k hai lưỡi này. Trời ơi nó nằm. Rồi số 18 cũng là hai cái lưỡi cưa. Lưỡi cưa là 185. Đây cái xong số của nó đây. Đó. Anh chị coi ha, mấy cái lưỡi này còn rất là mới luôn ha. Mấy cái lưỡi này là nó không có mẻ, không gãy một chút xíu nào hết. Rồi cái mũi này mũi 216. Xong số nó nè. 2.4. Mũi này rất là dày, lưỡi này rất là dày. Mà cái lưỡi này của nó ha, không mẻ một lưỡi nào luôn. Rất là đẹp. Rồi hai cái lưỡi này 140k. Số 18. Rồi 18, 19, 20. Rồi tới qua mấy cái nồi. Còn mấy cái nồi. Đây là một cái chảo lẩu. Chảo lẩu hai bên cái quay này nó bằng, nó xi vàng, nó mạ vàng. Đó, hai trong cái chảo lẩu này rất là mới luôn nha. Cái chảo này nó rất là dày. Cái này là chỉ rửa thôi, sơ thôi, không có gì xinh. Đó. Chảo này giống chảo gì ăn cù lao ngày xưa vậy, rồi là quay là rất là chắc chắn ha. Đó. Chảo này rộng nha, chảo này chỗ rộng. Cái này 24. Cái này cao cao 7 phân. Đó. Rồi, số 19 200k. Số 20 180k, nó cũng giống nhau mà nó nhỏ hơn cái thứ nhất. Cái thứ hai nhìn nó nhỏ hơn nhưng mà nó đẹp hơn. Mà tại sao nó rẻ hơn? Tại vì nó mỏng hơn. Hai cái quai này nó bằng đồng, nó là bằng đồng. Cái này bằng đồng ha, nhìn nó đẹp ha. Nhưng mà cái nhôm của nó, cái nhôm cái này giống như cái nhôm chết cha rồi. Thử từ đâu. Cái này nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn nữa. Cái này nó cũng 24 rồi đó. Nó cũng 24 mà. Cao cũng đẹp mà. Cái này nó nhìn nó gọn hơn á, nhìn nó. Nhưng mà nó mỏng hơn nha. Cái nhôm của nó thì nhìn nó đẹp hơn thôi. Nó mỏng hơn. Thì mình thấy cái này nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Chắc chắn, nặng, nhìn nó to hơn. Kiểu chảo nó bè ra sao. Nói
là ai thích cái mẫu nào thì ok ha. Nói chung ai thích cái chảo nào thì ok. Đó. 18, 19, 20. 21 là cái nồi. Cái nồi đẹp. Để cho coi tổng thể rồi đó. Nhìn cái nồi nè. Trời ơi má ơi nó đẹp. Cái đít rất là dày. Nồi này. Cái nồi này 19. Đó. Cao. Trời ơi nó dài tới 15 năm. Nhìn ở trong nè. Nhìn cái nồi nó lạ, nó dễ thương mà nó đẹp mà nó độc nó lạ nữa. Cái lớp đáy của nó rất là dày. Đó rồi, cái nồi số 21 250. Số 22. 22 cái này nếu mà lòng sâu ở trong tính ra lòng sâu ở trong thì nó nồi này nó chỉ là 22 thôi. Nó cao một tấc ngút. Nồi này rất là dày. Inox dày lắm. Chắc chắn ha, quay đồ chắc chắn hết. Đẹp. Mua mấy cái nồi này xài về biết nào mà hư. Cái nắp rửa gì không sáng trơn má. Rồi, số 22 250 luôn. Cái nồi. 22 rồi 23, 23 là một cái phích. tiền kêu cái phích. Chứ mọi người kêu bằng cái gì thì tụi em biết nha, nhưng mà tiền kêu cái phích. Cái này giống như mình dở cơm đó, đây giữ nóng nè. Hoặc là uống không biết cái này uống đá giữ y chang như cái phích ngày xưa tiền đi cắt lúa vậy đó. Nè, bề ngang của nó là đo lòng trong á, lòng trong của nó là 11. 11. Cao của nó là 16. Đó. Ai mà đi ruộng đi làm gì đó làm một phích nước đá ha, hoặc là dở cơm đó, giữ nóng. 23 70g. Nhìn dễ thương xinh xinh quá mà tại giờ không có đi ruộng. 24. 24 là một cái quánh. Cái quánh này quánh trắng men nha. Cái nắp này là không phải cái nắp của cái quánh. Tại tôi thấy đậy cái dừa thì để vô dạng như ai mà lấy về xài á, dù cho không có cái nắp của nó nhưng mà cái nắp này mình đậy đỡ được, đậy cho nó đừng có bụi con này con kia vậy thôi, chứ cái nắp này không phải là chắc chắn là không phải cái nắp của nó rồi. Đó mà nhìn nó cute dễ sợ luôn, quá dễ thương. Nó có chạy miếng đây trong này nè, nó chạy ở đây lỗ. Thấy cái nào cũng dễ thương á, để lại xài với chồng chửi, nó để đầy trà đầy nhà chứ không có chỗ để. 11 năm. Rồi, với cái chảo nhôm. Cái chảo chiên trứng nhôm này. 16 nè. Đó, chảo giống vậy ha. Rồi, nguyên cái combo này 150. 24. Rồi, 25 là cái số cuối cùng, tính để cho 25 nha. 25 là cái mã cái cây thước. Thước nè. Số ha, số là nó chìm ở trong luôn cho nên không phải là sợ, không có sợ nó bay ha, vẫn coi vẫn gõ ha. Đó, cái này là 8 7 6 vậy đây nè. Đó. Rồi cây thước số 25 150k mã số cuối cùng. Cảm ơn mọi người, cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Tiền nha. Xem video cho Tiền xin một cái like ha. Rồi, ai thích số nào chốt ngay cho Tiền. Rồi, bye bye mọi người.